xin chào các bạn, và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn về ba chiếc xe mới nhất và bán hot nhất tại hệ thống mình. Đó là ba phiên bản Winner X, phiên bản HRC, phiên bản nhen nhám và phiên bản thể thao. Vì sao mình lại nói là ba phiên bản này tại Hết Bình Minh Phú Thọ bán rất là hot? Đó là vì giá cả, màu sắc và cái thị hiếu của anh em. Đầu tiên mình muốn nói là phiên bản Winner X, phiên bản HRC phanh ABS đánh trước này thì nó đang có rất nhiều là những cái tính năng tiện ích tốt, và cái màu sắc của xe này thì như các bạn thấy, chúng ta khi mua về không cần phải độ tem nữa rồi. Nó rất giống các những chiếc xe đua ở trên công thức F1, rất là đẹp phải không ạ? Tem logo Honda rất là nổi bật này, và cùng với kết hợp những cái màu như là màu trắng, màu xanh, màu đỏ để tạo nên một cái chiếc xe rất là thể thao và trẻ trung. Ở phía trước thì chúng ta có là cái tem năng lượng với mức dung tích chỉ là 1.70 lít này, và hệ thống phanh ABS trên bánh trước. Phiên bản HRC này thì tại Hết Bình Minh Phú Thọ theo mình khảo giá thì họ đang bán cho các bạn sau khi trừ khuyến mại đi và chưa đăng ký, chúng ta đang có là 38 triệu cho phiên bản HRC này. Rất là đẹp phải không ạ? Thì yên xe của chiếc này thì nó rơi vào khoảng là 795 cm, nghĩa là tầm 80 phân. Như vậy là những ai còn khoảng 1m60 là chúng ta thể ngồi rất là vừa vặn đối với chiếc xe này. Và Winner X thì vẫn là một dòng xe underbone với động cơ DOHC và 150 phân khối cùng với hộp số 6 cấp. Đó, rất là đẹp trong phiên bản này. 38 triệu anh em mua trả góp, thì theo mình biết thì chỉ cần là chứng minh nhân dân, cộng sổ khẩu hoặc là bằng lái xe, và anh em trả cho Hết là rơi khoảng từ 5 đến 7 triệu là anh em được trả góp rồi. Và phiên bản tiếp theo chúng ta đang có là phiên bản Winner X màu đen nhám. Màu đen nhám này thì nó đã xuất hiện trên rất nhiều các dòng xe rồi, như là SHI, SH1 hoặc là ngay cả chiếc xe Lead mình đang có ở phía trước đây. Và đây là cái màu mà nó khá là phổ thông hiện tại rồi. Con Winner X này thì Honda Việt Nam trang bị cho nó đó chính là một cái phuộc giảm sóc màu vàng rất là đẹp, và phối hợp những điểm sắc màu vàng lên. Con này thì trên đăng kiểm sẽ là đen vàng đồng này anh em này. Con này thì tại sao màu đen nhám này nó hot hơn? Đó là vì nó có hai lớp sơn. Một lớp sơn là sơn bóng, và Honda người ta sơn thêm một lớp đen nhám lên, và cái nước sơn này nó khá là bền so hơn cái nước sơn khác. Vì thế giá của Hết đang bán cho anh em là 37.500. Đó, rất là đẹp phải không ạ? 37.500 cho một chiếc xe Winner X phiên bản đen nhám. Con này thì cũng là hộp số 6 cấp nha anh em, và hệ thống phanh ABS cho bánh trước. Màu này mà bạn nào mà cảm giác như là có cá tính hay là thích những cái gam màu nó tối tối ấy, thì bản màu này cũng khá là đẹp. Ngoài ra Winner X cũng có một phiên bản là màu đen bóng, nhưng mà hiện tại Hết hôm nay không có nên mình chưa thể review được. Và tiếp theo đến là phiên bản thể thao. Phiên bản thể thao này thì Winner X đang có rất là nhiều màu, như là màu đỏ, màu xanh da trời hoặc là màu xanh nước biển anh em ạ. Và phiên bản này thì rất là rẻ, có 34 triệu rồi. 34 triệu chưa đăng ký, anh em sở hữu ngay một chiếc xe Winner X phiên bản 150cc. À, con này là phanh đĩa thường nha anh em, nên cái màu này thì nó khá là tốt cho anh em nào phong thủy á, và yêu mà muốn lựa chọn nhiều màu mà chưa có nhiều tiền á, anh em có thể lấy phiên bản này. Con này anh em giả trước chỉ từ 5 đến 7 triệu thôi, chúng ta sẽ có ngay một phiên bản Winner 150 phanh đĩa thường cho hai bánh. Và anh em lưu ý nhá, là cái xe này thì đèn trên xe sẽ tự động sáng luôn này, nó sẽ không tắt được đâu. Anh em nào muốn chế thì phải qua Hết hoặc là qua các cơ sở đồ chơi thì chúng ta chế thêm, có thể là công tắc bật tắt đèn để cho anh em thoải mái hơn. Một số anh em khi mua xe thì chúng ta lại thay cái này bằng cái xi nhan cụp xuống để đỡ bị gãy. Thực chất thì cái đấy nó sẽ rất là hay. Cái loại như này thì khi nhìn từ xa chúng ta sẽ giống một chiếc xe côn tay phân khối lớn, rất là đẹp. Nhưng nếu như anh em nào mà hay để xe ở khu bệnh viện hay những nơi đông đúc thì chúng ta có lẽ là nên cụp vào. Vì theo Honda Việt Nam thì theo giá mình tra thì một cụm của này hai bên nó rơi vào tầm 1.2 triệu anh em ạ. Nên tốt nhất là của bên tại người, anh em nên thay đi. Theo mình là như vậy. Còn mặt đồng hồ này thì mình đang trải nghiệm cho anh em, đó chính là vào buổi sáng. Thì theo đánh giá của một số bạn thì mặt đồng hồ nhìn vào buổi sáng nó sẽ rất là khó nhìn. Vậy thì mình cùng thực tế luôn này, nhìn lên này. Đó, ở dưới thì chúng ta đang có đèn báo phanh ABS. Và cái đèn báo ABS này khi anh em vận hành xe nó sẽ tự tắt. Còn nếu như anh em nào mà đang đi xe mà đèn báo ABS này nó sáng lên là xe đang có vấn đề. Tiếp theo là cấp số này. Ở bên cạnh chúng ta đang có là thời gian, số km đi thông minh, chip A, chip B để đo quãng đường, vận tốc. Và trên này nó chính là vòng tua máy, nó khá là đẹp. Mình sẽ bật tắt lại một lần nữa cho mọi người nhìn này. Đó, có vẻ như khi đi buổi tối thì cái đèn này nhìn nó sẽ dễ dàng hơn. Và mặt đồng hồ của Winner X thì nó cũng chưa phải là to lắm, rất là đẹp phải không ạ? Đó, các chi tiết. Và con này nó được cải tiến hơn, nó chính là anh em không phải là tra chìa khóa xuống dưới yên thân yên xe nữa, mà chỉ việc dí xoay và bấm một cái cốp xe nó sẽ mở ra để xem bên trong cốp xe có gì nào. Trong cốp xe thì chúng ta đang có một cái bình xăng đổ ở phía trước, phía sau đi,
phía sau và dung tích nó là 4,5 lít. Như vậy là với 1,7 lít trên 100 cây và 4,5 lít chúng ta phải đi được tầm khoảng 350 cây anh em ạ. Và trong này chúng ta có một cái bồng rộng lọc gió, và anh em nhớ là khi sử dụng Vinix thì không được để bất kỳ một cái vật gì để cản cái bồng lọc gió ở đây thì xe sẽ không thể khởi động được đâu, và có thể là gây tình trạng là nổ hoặc là bực tắc nhiên liệu rất là nguy hiểm đó. Đây là một số bộ đồ nghề. Ở phía sau chúng ta là có hai cái sừng trâu rất là đẹp. Và giá của phiên bản này anh em nhớ nha, khoảng 38 triệu. Chưa đăng ký, Head đang hỗ trợ cho anh em rất là nhiều rồi. Anh em nào mua thì liên hệ với mình là 0987 162 438 nha. Ok,